Hello, xin chào tất cả mọi người. Lời nói đầu tiên cho Hồng Lý xin chào cả nhà thân thương trên kênh Sức Sống Mới. Chúc cho cả nhà mình một buổi sáng vui vẻ, một buổi trưa an lành và một buổi tối hạnh phúc. Hôm nay kênh Sức Sống chúng ta, Sức Sống Mới của chúng ta sẽ có một cái clip, cái chủ đề khác nữa nha cả nhà nha. Chủ đề hôm bữa giờ chúng ta có chủ đề là đường phố nè, chủ đề về những các nàng thi nè, những em buôn bán nè, quán ốc bé hai nè. Thì hôm nay là chủ đề mới nha cả nhà nha. Hôm nay là chủ đề là gia đình là số 1 nha cả nhà. Đó, hôm nay kênh của em là nói về gia đình rồi đó. Thì gia đình là số 1 thì cả nhà mình hãy cùng em vào phía trong coi là hôm nay Hùng Lý sẽ giới thiệu về gia đình nào nha cả nhà nha. Rồi mốt tới gia đình em nữa, tiếp tục nữa. Bây giờ là gia đình số 1, cả nhà hãy cùng em vào phía trong gia đình là số 1 kênh Sức Sống Mới. Mẹ cho con ăn với. Hello cả nhà, cả nhà biết ai hay không? Mẹ quay quanh nè mẹ ơi. Cả nhà mình biết ai hay không nè? Đây, tên tên. Cả nhà có nhận ra ai hay không? Đây là mẹ chồng em. Lộn. Mẹ chồng bé hai. Em lộn nha cả nhà. Em xin lỗi. Đây là mẹ chồng bé hai, đây là mẹ của em Hạnh. Đó, lâu lắm rồi á, từ ngày mà bị giãn cách tới giờ á thì hả, mẹ rất là nhớ tụi em, nhớ em Hạnh nè, nhớ bé hai nè, rồi nhớ con nuôi Hùng Lý nè, nhưng mà chỉ gọi qua điện thoại nói chuyện thôi chứ không có được gặp nhau. Thì bắt đầu đã được đi lại rồi thì mẹ xuống đây mẹ thăm các con của mẹ nha cả nhà nha. Đó, bây giờ là cả nhà mình trò chuyện với bé hai hôm nay có vui hay không đi. Mẹ đang ăn thì chút xíu mình trò chuyện với mẹ sao nha cả nhà nha. Không có rồi. Hello cả nhà, và lời đầu tiên cho bé hai gửi lời chào tất cả anh chị bạn bè gần xa, những anh chị luôn yêu thương và đồng hành trên kênh Sức Sống Mới cả nhà nha. Và ngày hôm nay ngày đặc biệt nha cả nhà nha, tại vì bất ngờ thực sự là ngày hôm nay là mẹ và anh chị hai đối với các cháu xuống thăm vợ chồng bé hai và thăm anh Hùng nữa, đó là hơi bị bất ngờ nên là không có chuẩn bị sớm gì hết trơn á. Là tới nơi là cái đồ ăn thèm gì là mẹ cứ ra món đó thôi, nên là không có chuẩn bị đồ nào, chỉ là bán ốc ăn ốc thôi cả nhà nha. Thì cảm giác hôm nay rất là vui vì cũng mấy tháng chờ rồi là không có về nhà trển, và chồng mấy hai rất là nhớ mẹ và nhớ các cháu với anh chị này cũng không được về. Thì bây giờ hôm nay mẹ không cho về trển, mẹ bắt buộc ở đây, thì hôm nay mẹ tự xuống luôn. Mấy đứa con có hiếu dễ sợ để ba để mẹ với anh chị hai đồ xuống thăm, chứ mẹ không có về trển. Chắc có lẽ là vì mẹ biết buôn bán á, nhiều khi mình về lên thăm mẹ cái mình về cái lu bu á. Nói chung là cả nhà biết á, có thể là bé hai với là em Hạnh nhín thời gian qua lên trển thăm mẹ cũng được. Nhưng mà quan điểm mà của những người mẹ mà lúc nào cũng sợ là con của mình này trong gì bị trễ nải, thà cái gì mẹ thiệt thòi chứ không có để các con thiệt thòi, thà mẹ xuống mẹ thăm rồi thời gian của mẹ bị dành cho các con. Chứ thường thường là con cái dù có thương mẹ cỡ nào muốn dành thời gian cho mẹ, nhưng mà lúc nào cha mẹ cũng đặc biệt là muốn là mình dành thời gian cho con cái nhiều hơn, vì là thương á cả nhà. Biết con cái buôn bán vậy á thì muốn là con mình tập trung vào buôn bán, lo cho công việc đi, rồi mẹ rảnh thì mẹ chạy xuống thôi, chứ con đi lên thì mất công thì nó bị gọi là công việc của con nó bị gọi là không có được gọi là buổi chiều rồi sắp xếp đồ ổn nữa, mẹ sợ nên là phải để mẹ xuống nha cả nhà nha. Thì bây giờ là mẹ đang ăn nên là không thể nào mà tắt ngang cái lúc mẹ đang ăn được, thì em với bé hai trò chuyện. Và chút xíu nữa thì bé hai sẽ phỏng vấn mẹ là mấy ngày nay mẹ có bao nhiêu tháng qua rồi đó, mẹ có nhớ tụi con không và như thế nào cuộc sống mẹ trên đó nha cả nhà nha. Ngon quá, thèm quá à. Ước gì cho ai cho mình ăn con cua. Nói chung là chỉ có biết ước thôi, chứ điều ước đó hình như là khó thành hiện thực rồi đó. Ước giờ bây giờ ai cho mình ăn cái càng cua này. Ước giờ ai cho mình ăn con nghêu. Trời ơi, ước không mà không ai cho mình ăn hết trơn, nó buồn quá à. Nè, cho trời ơi, hay quá à, biết ước vậy. Rồi, cảm ơn. Bé tên gì quá rồi? Bé gì? Bé Châu. Bé Châu à. Cảm ơn bé Châu nha, bé Châu cho chú Hùng cái này nha. Âm lên. Trời ơi, bé Châu có cảm thấy mình bị thiệt thòi không? Mình có cái càng mà mình cho người ta, mình có bị thiệt thòi không? Ngày hôm nay cái nhà thì là hôm nay cũng là chủ nhật, các quán đều vắng hết. Nếu mà cả nhà xem thử đi, hôm nay chủ nhật mà sao đường vắng tanh quá. Đúng rồi, đa số chủ nhật vắng là người ta chở vợ con ta đi chơi, ta đâu đi ăn với bạn bè quán đâu. Các quán vắng hết nên là bé hai có thời gian để dành cho gia Bình Khánh này. Ngộ cái này nè, rồi chú Hùng cảm ơn bé Châu nha. Thường thường á Bình Khánh này nếu mà cả nhà mình để ý á, bắt đầu là từ là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu là nhộn nhịp.
và thứ bảy chủ nhật nó sẽ vắng hơn. Thường thường người ta nghĩ là chủ nhật là đông, nhưng không phải nha cả nhà. Tại thường thường là những cái quán nhậu á thì là nhậu với bạn bè, không biết không phải nó tất cả nha. Bác Công nói là thứ bảy ta vẫn đi ăn nhậu, nhưng mà vẫn có chứ không phải không đâu, từ từ tới tối lên cũng có. Nhưng mà thường thường là ngày thường thì có thể là bạn bè đi, có thể là dành thời gian cho bạn bè ăn nhậu giao tiếp được. Nhưng mà ngày chủ nhật thì đa số người ta dành cho gia đình nhiều hơn, dành cho gia đình mình, rồi chở vợ con đi siêu thị, rồi chở vợ con đi ăn đi uống, rồi không đến những quán nhậu này nọ. Nên thì vậy là chủ nhật Vĩnh Khánh thường thường là sẽ hơi vắng hơn những ngày thường. Hùng Lý ở đây, Hùng Lý để ý là thấy là như vậy. Làm ăn luôn. Ăn đi chị Hai. Giờ ướt rồi còn một đi ướt nữa. Ướt gì cho ai, cho mình cặp đôi bông. Bây giờ hồi nãy giờ mình ướt được là ăn cần ghẹ rồi, là mình được ướt. Nếu cho mình đều ướt giống như là cô tiên xuất hiện vậy, là con ăn đi, con ăn đi. Cái đề ướt có rồi, giống như hồi nãy chú Hùng ướt á, là được cái càng ghẹ là có rồi đó. Giống như là một cô tiên xuất hiện cho cái càng ghẹ vậy đó. Bé Châu là giống như một cô tiên vậy đó. Bây giờ ướt gì ai cho chiếc vòng, với ướt gì ai cho cặp đeo bông. Rồi vô cái điều ướt nó thành hiện thực nữa là chắc bá cháy con bò chét luôn. Cái này chắc hơi bị khó. Đeo bông trên tay, tao có cặp đeo bông rồi lấy chắc hơi bị khó. Bé Châu có dây chuyền mới hả? Bé Châu có thể nào mà là một bà tiên xuất hiện mà tặng cho người ta cọng dây chuyền đó không? Bé Châu tự làm luôn hả? Đầy đủ phải không? Nó nghe nè, bé Châu có thể nào làm một người tốt quá mà lấy cọng dây chuyền đó mình tặng cho người ta được không? Được không? Được không? Cái điều đó mình làm sao nè, nói chứ không nghe nè. Bây giờ bé Châu, bây giờ mình làm một cái điều tốt đi. Vậy cọng dây chuyền này đẹp quá, có người thích đó. Người ta thích đó. Chỗ nào dính đâu. Bé Châu cho ta cọng dây chuyền. Bỏ đi, bỏ đi, chút gì lấy cái khác. Hả? Cọng dây chuyền. Hay nữa anh Thầy. Từ bạn nhà làm đồ chơi á. Bữa ăn cái gì đây bé Châu tự làm bằng đồ chơi á hả? Ôi hay quá bé Châu. Bà còn không? Bà còn thùng quá không? Rất là vui như cả nhà nha. Hôm nay được chị Hai rồi mẹ xuống đồ ăn uống rồi sum họp gia đình. Có lẽ Hồng Lý nghĩ là hôm nay là bé Hai với em Hạnh là một ngày rất là vui nha cả nhà. Dù tối nay bán có vắng cũng vui nha cả nhà. Em nó giỡn nha, nghe nó chửi em chưa hết nha cả nhà. Dạ không dám Hạnh kìa. Em nói thật với cả nhà nha, hôm nay là bé Hai hạnh phúc quá, được mẹ chồng xuống thăm này nọ, mà tối nay bây giờ là khách không có vô bé Hai cũng vui. Sao không chưa? Chuyện bình thường cho cả nhà nha. Khi nào mẹ về xong thì bắt đầu mới quậy cho cả nhà, còn mẹ ở đây là không có quậy. Cái này im mẹ hả? Dạ. Cái này là im quá. Im. Nói chung là giờ mẹ ngồi chơi tới tối mà mấy giờ luôn mà không có khách, bé Hai vẫn vui. Bé Hai hạnh phúc á. Bắt đầu mẹ về là bé Hai lấy chén bát, bé Hai quăng chiu 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 chiu. Đó, anh giới thiệu về bé Hai tính tình tốt tánh rồi đó. Chứ không, dạ. Em sẽ xích lên. Đó, bé Hai vui vẻ lắm mẹ ơi. Mẹ cứ ngồi chơi đi, bé Hai tiếp khách, tiếp mẹ hoài không sao hết trơn á. Mà nếu mà mẹ về xong mà nếu không có khách vô là nhân viên của bé Hai chuẩn bị là bắt đầu hồi hộp. Chết rồi, cái mặt nó buồn rồi. Trời ơi. Bây giờ bán được không? Bây giờ mở ra tôi có được mấy bàn rồi. Một bàn. Một máy. Cũng dịu, ok dịu, vui vẻ. Hậu dọn ra là có đã. Sau đây bù xuống rồi, có mẹ xuống nữa là vui rồi. Và bé Châu tặng cho chỗ nào giống như mà tặng một cành bông hồng rồi đó. Bông hồng cài áo. Đó bà đó nghèo. Mẹ hả? Có con nãy á. Bé Châu, bé Châu biết ơn người ta đang chuyển gì cho bé Châu không? Bé Châu nhìn cái đó là cái gì vậy? Nè cái này là cái gì vậy bé Châu? Để bá. Ông xui đang nói với bà xui. Chà chơi bên gái, ai nấy cũng thật vui. À chào chú ơ. Làm miếng châu. Ngồi ba, hai ba ngồi đây nè ba ngồi. Rồi ba ngồi ba ngồi. Đây bé Châu xích qua đây nè. Sự trùng hợp luôn, không hẹn mà gặp. Đó. Ở đây luôn em. Chuyện xui gia là cây của hai người. Từ đám cưới giờ mới gặp luôn. Đám cưới giờ mới gặp luôn hả? Lấy giờ nước suối rồi bé Hai. Thì ba tương tác trên kênh giùm con cái ba. Trời ơi ba giỏi hơn mẹ luôn nè. Ba đã biết rồi ba sao đó. Tao xui nè, ổng quay gì. Quay nhiều chứ đâu có nói biết nói gì đi. Ủa hôm nay ba đi lên có mẹ không? Không, hôm nay lên là con mình à. Bởi vì mà ba chở mẹ với tuổi là hôm nay là gặp Chu Gia rồi. Gặp Chu Gia rồi, mà ba
Ba, mẹ con đâu có nói chuyện gì được đâu, ba đâu có nghe. Dạ, dạ, con biết, con nói ý là gặp cũng mừng. À, gặp rồi cũng tay mừng. Tay bắt mặt mừng thôi, chứ con biết là mẹ nói chuyện thì mẹ đâu có nghe rõ được. Dạ. Đây, dạ. Nước rồi ba. Thôi rồi, uống này được. Rồi đây mẹ cũng đã quẩn vỡ được chút xíu rồi nha cả nhà nha. Bây giờ bé hai đang bán thì Hùng Lý cũng như một người trong nhà rồi, nên Hùng Lý có thể là tương tác với mẹ rất là dễ, tại vì không có ngại gì hết. Tại vì mà Hùng Lý lên mẹ chơi rồi nói chung là rất là gần gũi luôn, nên vì vậy là bình thường điện thoại cũng nói chuyện với mẹ nữa, nên là không có gì xa lạ đó. Thì bây giờ Hùng Lý sẽ hỏi thăm sức khỏe mẹ, thấy em Hạnh thì em Hạnh với bé hai chuẩn bị qua bển rồi cũng tiếp khách chút xíu nha cả nhà nha. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Mấy tháng qua mẹ khỏe không nè? Mẹ dính đi. Dạ khỏe, dạ tròn xíu, tròn là chút. Rồi nói chung là mẹ tròn. Có da có thịt, đúng đúng, nước làm bần là mẹ có da có thịt, hơn người ốm lắm. Dạ còn bà xã tôi bà ngày bà ốm quá, bà mẹ bữa ốm đó, ốm quá ốm, còn có 51 kg. Thì khi mẹ giảm cân á không có, dạ ăn vừa luôn, ăn có ăn ba cử bốn cử. Con tưởng là mẹ sợ mập ba chê đâu, mẹ có không có đâu. À, được rồi con, để đó con. Trời ơi. Dạ. Ít ăn lắm, ít ăn mấy món này lắm. Dạ. Dạ. Hôm bữa giờ đó giờ luôn, như là mấy tháng rồi mẹ mới gặp lại tụi con đúng không? Mấy tháng trời luôn, 4-5 tháng luôn, 5-6 tháng luôn mẹ ha, 5 tháng luôn á. Nửa năm rồi đó. Năm mà. Dạ. Còn con ngày xui gia gặp năm. Từ ngày đám cưới đến giờ, bây giờ luôn. Cưới rồi cả năm chứ. Cả năm. Năm rồi. Ý là hồi đó là tụi con kìa, hình như là bé hai rồi thì nọ là mẹ hình như là lâu từ nửa năm mà. Dạ. Tháng 5 tháng đó. Đúng không? Dạ. Năm tháng rồi không năm tháng rồi. Mẹ năm tháng mẹ không gặp con dâu, mẹ có nhớ gặp con dâu với mẹ không? nhớ rồi hoài luôn, thấy không? Có phước thọ với hai, có phước ghê cả nhà, thiệt luôn á. Được chồng thương nè, rồi được mẹ chồng thương nè đó, còn mới rất là có phước luôn. Ngày nào cũng không điện tụi nó là ngày đó ngủ ngon anh ơi. Đúng rồi. Rồi ngày nào không điện là ngủ không ngon. Ước gì con cũng đưa người dạy. Còn má nói thì con có đòi lên hoài à. Tôi nói thôi lúc này. Ủa mà không tội với mấy đứa nhỏ dưới này à. Hồi đó là thầy còn trai trẻ. Chắc ba đi chùa nhiều lắm không? Hay vậy? Con gái ba có phước quá. Không có đâu. Con gái nhờ đức cha đó. Hình như là ba ít có đi chùa, nhưng mà trong tâm của ba có đi chùa. Nói chung là ba ít, ba không đi chùa, nhưng mà trong tâm ba luôn hướng về những cái điều tốt, hướng liền tốt không. Bây giờ đi làm cho bà chủ, hồi đó làm cho bà chủ kìa. Hai đứa nhỏ này còn nhỏ nó qua bánh chơi. À lúc đó hai đứa em mình còn làm trai, còn trai còn nhỏ. Dạ. Bắt đầu cái là đi qua làm á, rồi bà chủ bấm thương lắm. Dạ. Bà thương gia đình lắm. Con lấy rồi, con lấy rồi, con lấy rồi mẹ. Mà bà chủ bà chưa biết tên tôi đó chị. Làm mà đã, làm tới mà tôi nghĩ luôn á là gần 30 năm mà chủ chưa biết tên tôi luôn, mà chưa biết nhà luôn, mà phải dám đeo, phải dám đưa hộp sòn cho tôi đi làm công chuyện đó. Tôi đó là trẻ mà đẹp trai, không phải đẹp trai thôi, nhưng mà biết. Cái tin tưởng, yeah. cái uy tín của mình nghèo nhưng mà mình có cái tâm, yeah. Đó, làm ở đâu là làm cho tới chót rồi nó làm đâu là đưa tiền. Lấy bao nhiêu về là cái cột giao thông lại đưa cho nó. Không có gì mà không bao giờ nha. Cái chuyện đó là mình, lời ba nha. Mình có tâm. Cái gì là ba không biết chứ cái đó thì con sau này ba kể lại cho con cảm nhận được là ba có một điều là giống như là con chỉ là một người con nuôi con, một con quen biết sau này với mấy hai biết ba thôi. Là con thấy là khi ba làm một điều cái chuyện gì đó ba làm là phải đâu ra đó vô cái điều biết là phải cho xong. Để cho xong. Giống như là kể cả hôm bữa cái sinh nhật của con cái gì nó giờ ba làm một cái giống như cái băng rôn bắt đầu ba phải làm cho tới, làm cho xong, hoàn chỉnh, chứ không phải như người ta mà làm mình nửa chừng khi mà nói xong là phải làm cho đúng cái điều đó, thì cái điều đó con thấy được ở ba là cái điều đó. Và làm rồi xong rồi mới làm á. Cái thời điểm mà ba còn trẻ đó, còn cô trẻ mà trao cho ba hộp sòn á, thì con biết là gì, ba dễ là ba đẹp trai đó. Không phải đâu, không biết. Mà tại vì người ta nhiều khi người ta thử lòng mình là sao? Dạ. Tại vì người ta có tiền mà. Nó hiện giờ cũng. Bà cũng nói nha, bây giờ bà chủ bà cũng bệnh, bà nằm chỗ rồi. Dạ. Bà lớn hơn bà có 3 tuổi rồi. Dạ. Mà bà bệnh ngặt nghèo luôn. Có đó là ba mấy em còn nhỏ hả ba? Bây giờ hiện giờ bà đang bệnh nó nằm bà mấy năm là rồi. Là thời hai em còn nhỏ. Còn nhỏ, lúc đó khoảng mấy tuổi à, khoảng 8-9 tuổi gì đó à. Dạ. Có nhà đi làm, bệnh đi chơi bà, lúc đó ba còn đi xin lô mà. Bà đi xin lô. Rồi làm cực lắm. Dạ. Rồi
coi như là găng tay nó cái găng tay chai chai trơn luôn. Làm ở đó cực lắm. Đi làm cực lắm. Tụi này hả, mà ngày nó ăn họ mâm cơm nó hẹn con mồi mà chết. Thừa con ghiền cái món của mẹ, mẹ đừng có nhắc nữa. Cà ghi mới lại nói lỗ là tay heo. Có dịp là lên trên Gò Dưa đó là sẵn đó, mình đi lên trên đó luôn. Dạ. Mà kỳ rồi đó, đi luôn buôn quá thì bà chị thì ra bà chợ rồi. Không có, ngại nó nói, không có ở nhà. Không có nhà, thời gian đâu. Không có thời gian. Phương với lại mẹ, ở đây mẹ cũng vậy, mỗi lần lên chơi với mẹ cũng vậy đó. Là điện trước, dù mẹ em, cả nhà biết là mẹ nhiệt tình lắm, không biết nó thật sự mẹ em. Mẹ của em Hạnh là mẹ chồng bé Hai nè, Hùng biết được cái này, Hùng biết được chỗ, Hùng biết thích vậy nè. Mỗi lần điện cái con gọi cái ăn gì, con làm gì, dù lễ tới nhà nhiều khi mẹ không có nhà luôn, tại vì mẹ phải đi bán. Mà Hùng Lý với bé Hai rồi lên chơi với ba con, tụi con lên chơi là đúng có giờ mẹ đi bán không à. Nhưng mà mẹ luôn hỏi là ngày mai tụi con lên hả, là mẹ nấu sẵn cái nhà ăn hết, nấu nào cà ri sẵn rồi, nào là lỗ tai heo rau đồ này nọ là sẵn hết luôn, là tụi con chỉ lên chợ là chỉ biết là bưng lên là ăn thôi, còn đồ ăn là có sẵn hết. Đó, sướng như vậy luôn á. Rồi. Mà em như là nó về nhà thấy hết nồi mà hết mâm. Tôi giờ với má đó là thương bé Hai nhiều hơn bé Ba. Mà lo cho bé Hai nhiều hơn bé Ba. Ngộ vậy đó. Nói chung là ba biết sao không, thường thường lo cho bé Hai nó gấp. Coi như là 10 phần mà lo cho bé Hai 7 phần. Lo cho bé Ba có 3 phần. Không biết lý do làm sao mà lo cho nó tới 7 phần luôn. Từ nhỏ tới lớn luôn chứ không phải là mà lo. Lo từ cái ăn luôn á nha. Từ cái ăn mà nó nổi mà nó ăn cái gì cũng ăn, mà ăn cái gì mà 7 phần không à. Còn bé Ba ăn cái 3 phần thôi. Làm cũng vậy. Làm nhiều khi nó làm nó hình như nó không có làm luôn. Nó sướng nổi vậy đó. Nha, ta cắt cái đó đi. Một lát ba nói nó là nó sướng, nó không làm, nó coi đến miếng của đó lợi cái chuyện lắp dễ. Đừng hỏi đến nhăn ba dễ. Ai nhăn? Ở đâu nó sướng mà. Sướng rồi, nó sướng thiệt mà. Ba biết ba nói là lần lần một cái phần đem ra nó ăn hết 7, có 3 để chừa lại không? Con thấy trên đây giờ cũng vậy nữa. Hả? Bây giờ thấy bây giờ cũng vậy nữa. Con dịch quay mà đem giờ nó ăn hết 2 cái đùi. Để đó. Trời mẹ. Dịch quay. Quay tao có 2 cái đùi, nó hết 2 cái đùi mẹ. Không có nhiều khi nó ăn con cái à. Ăn mấy. Thì nó ăn con cái à. Ở đây ăn 2 cái luôn. Ở nhà nó ăn con cái à, giờ nó bỏ à. Mẹ. Nó mua nguyên con luôn, giờ nó ăn con cái. Con vừa mua dịch con bỏ xuống, con xoay qua xoay lại, con thấy mất 2 cái đùi. Trời ơi, con thấy nó ăn hết cái đùi vậy, có lẽ luôn mẹ. Nó bị dịch quay lắm. Nó là vậy đó, dịch quay à, mua về 2, mua về 1 con là nó bẻ cái đùi nó ăn trước rồi, rồi không ăn nữa. Rồi, cái số nó số khổ quá mẹ. Khổ lắm. Số khổ lắm. Khổ lắm. Hai con dịch, người tao dịch có 2 cái đùi, nó ăn 2 cái. Nó ăn con trái à, ở nhà con trái à. Dạ. Ở giờ biết sao nó ăn trái không? Dạ, chị ăn đi, chị ăn đi đi. Tôi thấy còn có mẹ đó. Tôi không có ăn mấy con này được. Sò lông sò lông bự cái gì vậy? Gì nữa? À, sao đây sò gì? Ủa hôm qua anh ăn đâu có con này đâu. Thôi má ơi, hôm qua con ăn con sò lông kia nó ngộ. Phong bì nữa, phong bì thấy mẹ ăn phong bì nữa. Mà nãy giờ con tưởng này con không phải con sò lông, con tưởng này con tưởng con sò dương không á. Vậy con ăn đi. Nói nhưng mà tưởng sao con ăn đâu mẹ biết sao không? Tại con ăn sò lông nhỏ nhỏ bé Hai nó cho con ăn quen rồi, nhưng mà con thấy con sò lông bự quá nó lạ. Tại vì hồi đó thì con không có được ăn sò lông bự vậy. Nó ý là nói lông bự là bé Hai nó không cho ăn qua sò lông bự. Con ăn chút xíu giờ mẹ đưa con ăn sống lớp về bé Hai chửi con hả mẹ. Trời ơi thôi mẹ cho con được, giờ gọi là mẹ cho con được thoải mái ngày hôm nay đi. Trời ơi tối nay con không bị tra tấn. Không có đâu, này là mẹ mời con ăn thử chung với mẹ chứ đâu có làm chửi giáp chửi thôi. Thôi mẹ mẹ mời con, mẹ cho con này được rồi, mẹ đừng lấy con này bự quá mẹ. Bé Hai con đi xe hơi xuống hả? Anh ăn nha bé Hai. Con đi xe hơi xuống hả? Nè để trong chổng không? Mẹ cho anh ăn nha bé Hai. Chứ mày biết sao mấy bữa đó con ăn thì con được sò lông nhỏ xíu vậy không mà, con không có được con này. Rồi mọi người nhìn nè con sò lông mà em tưởng có sò dương thôi. Bự sợ. Hình như quán bé Hai không có bán. Hình như là cho mẹ xuống bé Hai mới có con này. Có sò lá đó nha. Dạ sò lông đó ba. Bé Hai được không? Dạ. Bé Hai ăn nha bé Hai. Giờ con gái đó là mẹ không kêu anh ăn nha. Mẹ cứ giờ nha mẹ. Có gì mẹ chịu nha. Trời con run lắm á. Dạ con sợ. Anh ăn không, tôi có ăn mấy cái này. Dạ con cỡ khẩu trang thôi. Trời ơi cua ghẻ gì đó, tôi ít có ăn lắm chị ơi. Đói giờ. Trời ơi. Mấy món này tôi cũng ít có ăn lắm. Về đây cái gì cũng cho bảo không à. Món này là món ruột của em luôn á nha. Em mê lắm. Một lần mà em kêu đồ ăn trong anh bé Hai bất cứ cái gì ai no thì con biết con phải một dĩa này, mà mẹ hỏi bé Hai con rất ghiền cho con này.
Nhưng mà trong đời con, hôm bữa giờ con ăn chỉ có thứ hai là con ăn được con nhỏ nhỏ vậy thôi mẹ. Dạ. Bây giờ nãy đem con này ra con hỏi con này là con gì vậy? Con hết hồn luôn á. Tại con chưa có được ăn á. Con bự như vậy. Con bự này là bự nào nó ngát còn ngon đấy. Nó dai mẹ. Nó da mày nó ngọt lắm. Dạ. Thì sẽ con nước nữa. Dạ, thì con nước mà. Thấy nhạc luôn quá cả nhà ơi. Trời ơi đất ơi, một lần qua YouTube em thấy nhạc mà giống như là em thấy cái gì, em thấy em giống như chủ nợ dí em vậy cả nhà. Em cũng vui là gung vậy đó. Đó bây giờ là thấy giờ là em đã phỏng vấn mẹ nè, với lại ba của bé hai nè, với lại mẹ em Hạnh nè. Thì bây giờ là em chỉ hỏi em Hạnh vài câu nữa thì mình sẽ có thúc clip nha cả nhà nha. Tèn tén tén chú rể. Chú rể một năm trước đó cả nhà. Mà chú rể bây giờ cho cả nhà nha. Trước khi phỏng vấn thì em sẽ phỏng vấn một câu này trước. Một câu này là dành giống như là bé hai rất là thích nghe. Bé Hạnh ơi, thì khi mẹ xuống hôm nay mẹ ăn vậy đó, em có tính tiền không? Hả? Mẹ xuống mẹ ăn vậy có tính tiền phỏng vấn đàng hoàng đó chứ. Cái gì mình nói trên kênh rồi. Tính tiền được, mẹ cho mình 10, mình mới cho một sao tính tiền được. Cái câu này đừng để bé hai nghe giờ một lúc. Bé hai nó lấy cái chén nó pha mà có hai anh em mình chạy không kịp nữa. Trời. Bé hai. Cái chầu này không có tính tiền đâu bé hai nha. Anh tính cả nhà thấy rõ ràng không? Nó còn chưa tha nữa đó là anh tính nữa nha, thấy chưa em nói mà trời ơi là trời. Nói chứ hôm nay là mẹ xuống thì em Hạnh vui lắm, mừng lắm. Đó. Thì mấy tháng qua thì mình không gặp mẹ đúng không Hạnh? Nên mẹ xuống. 7 tháng rồi. 7 tháng rồi đó, nói nhà. Nhưng mà em Hạnh là đặc biệt là có mấy anh em thiệt, nhưng mà em Hạnh rất là thương mẹ, con thì ai cũng thương mẹ, nhưng mà có lẽ em Hạnh là út á, nên là được mẹ dành tình cảm cho nhiều. Nên là em Hạnh được sự đồng bọc của mẹ, nên là em Hạnh cũng rất là thương mẹ đó. Thì bây giờ hôm nay mẹ xuống thì lẽ phỏng vấn và anh nói hoài thì em có đôi lời gì nói là hôm nay cảm thấy là vui vậy, em tự nói cảm thấy là vui, rất là vui. Mẹ xuống thì mình có clip thôi đó. Thì mẹ vui chị, em đó, mẹ xuống thì mới vui. Em chị hết hồn mà chị, em đang ngồi ngủ sốc thấy xe quen đó, em nhìn kỹ lại em đang dọn hàng nữa, thấy cháu em nè, chị hai em nè xuống rồi, cái mới chạy qua thấy mẹ. Ở kia qua ấy rồi. Ủa này mẹ không nói mình trước là mẹ xuống rồi hả? Không, đâu biết đâu. Em đang ngồi dạo này xong mới về, em ngồi cái em vòng vòng bên đường có thấy sao xe quen. Trời ơi, mẹ xuống cũng hên. Chị là mẹ xuống là có bé hai sẵn ở đây không? Có. Có bé hai ở đây sẵn luôn hả? Để có lúc đó mình dọn quán ra chưa hay là mình đang dọn? Em dọn ra rồi. Dọn được hai bàn khách rồi. Trời ơi cũng hên, mẹ xuống lúc đó có hai bàn khách. Không có bàn nào, có lúc bé hai đang phàn chén phàn ly của nó nữa. Trời ơi, trời mẹ nói cái gì vậy? Cái gì đây trời ơi là trời. Ông dâu tôi chuyện gì đây? Và thật sự ra mẹ có hỏi như vậy còn đó mẹ ơi, cái này không có gì với mẹ. Cái này là những ngày quen thuộc, là những cái động tác của bé hai hàng ngày, cái thao tác đó mẹ, là bình thường thôi. Đó thôi, thì bây giờ là em Hạnh thì cũng ít nói lắm cả nhà, nên là khi kêu em nói cái gì mình cũng rất là ngại. Nên thôi bây giờ là nãy giờ là Hùng Lý á, thì cũng thay mặt với gia đình để phỏng vấn ba bé hai nè, rồi em Hạnh, rồi em Hạnh nè, rồi bé hai nè. Đó thì bây giờ là Hùng Lý xin cùng kết thúc với em Hạnh. Thì kết thúc clip thì Hùng Lý thay mặt gia đình của bé hai và gia đình của em Hạnh và vợ chồng em Hạnh cảm ơn tất cả anh chị em trên kênh Số Sống Mới thời gian qua cũng rất là gọi là quý yêu quý. Ngày đám cưới của bé hai thì dành cho nhà, cho bé hai và gia đình bé hai, gia đình em Hạnh những cái lời chúc tốt đẹp trong ngày cưới. Thì đến ngày hôm nay thì cả nhà cũng thấy là hai em càng ngày càng cố gắng để buôn bán nè, càng ngày càng cố gắng phát triển để cho gia đình hai bên được nhìn thấy rõ là hai em cũng giống như những cặp vợ chồng bình thường khác, sẽ cố gắng làm ăn để cho cha mẹ mình càng ngày càng được cảm thấy là cảm nhận được là hai em có những cái lời hứa để cho ba mẹ cảm thấy là vui và hạnh phúc. Thì hai em đã làm được cái điều đó trong thời điểm này và hai bên gia đình rất là hài lòng trong thời điểm này nha cả nhà nha. Kính thưa Hùng Lý, xin cảm ơn tất cả nhà mình và hẹn cái clip tiếp sau.